rồi lời nói đầu tiên trung uh, nguyên xin được uh, gửi lời chào đến uh, cô chú anh chị em mình ha thì uh, mới vừa mưa xong thì uh, nguyên uh, ra vườn uh, chia sẻ uh, cô chú anh chị em mình một số cái vấn đề về cái uh, chăm sóc cây mai đặc biệt là cái giai đoạn mùa mưa và cũng như là cái uh, giai đoạn mà để chúng ta giữ cái bộ lá cho cây để như thế nào để cho cây nó um, uh, phát triển một cách uh, tốt nhất và đẹp nhất rồi cũng như là giữ cái quá trình uh, bảo vệ cái cái lá để mà cái giai đoạn cuối năm À, chúng ta sẽ có nhiều cái nụ để chúng ta chơi thì nguyên uh, uh, sẽ tiến hành quay cái game mai, mai này đi uh, ra ngoài đây uh, thay đổi phong cảnh chút xíu hai mọi người thì nói chung cũng khá là nhiều rồi mọi người thấy không Bây giờ mai tháng này nói chung rất là sung và rất là tốt luôn đó, đặc biệt là những cái mai này nè mọi người đó thì bên cạnh là chăm sóc chế độ phân bón thì uh, cái chế độ uh, bảo vệ cái lá thì nó cũng rất là quan trọng nha cô chú anh chị em nhằm tạo ra một cái lá xanh lá dày và nó khỏe thì cây nó mới sung và đặc biệt là khi mà giữ cái bộ lá mà trên cây á, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mà bảo vệ cái nụ được tốt hơn tại vì cái lá nó sẽ là uh, quyết định đến cái nơi cái độ nở sớm nở muộn của cái cái nụ thì khi mà cái lá xanh lá dày uh, nó mạnh quan hợp tốt thì nó sẽ nuôi nụ và cây nó sẽ nở là đúng ngày hơn so với là cái um, cái lá mà nó ị giặt cũng như là cây nó um, giảm cái chất, chất lượng sống nha mọi người thì uh, khi mà có cái lá trên cạnh đó, thì có đầu nó sẽ chưa chia cái dinh dưỡng và nó sẽ nở đúng ngày hơn so với cái chúng ta cái điều chúng ta muốn khi mà những cái lá bị hư á mấy người thì bắt đầu nó sẽ có hiện tượng là nó nuôi là khi mà những cái lá các bạn rụng nhiều quá hoặc là nó hư nhiều quá không có tập trung bị nấm nhiều quá thì nó sẽ rụng sớm nè thì khi mà đó thì nó sẽ làm cho cái nụ nó sẽ nhận nhiều cái dinh dưỡng hơn so với cái phần mà bình thường tại vì uh, trong cái giai đoạn mà bình thường đó, thì cái lá dày xanh như thế này đây nè cô chú anh chị em mình thì cái um, nụ á, nó sẽ chia cái dinh dưỡng cho nên là nó sẽ lớn chậm và đều. Nhưng mà khi mà một khi mà cái lá mà nó hư rồi đó thì nó sẽ là um, dinh dưỡng nó sẽ dồn vô cái nụ thì cái nụ của ta nó sẽ mau lớn hơn, nó nở sớm. Bởi vì vậy bên cạnh đó thì cái cái giai đoạn này nè, dọn từ tháng 8 cho đến uh, hết tháng 12 âm lịch luôn mọi người thì uh, đây là cái giai đoạn mà chúng ta phải giữ cái lá thật là tốt. À, thì hôm nay nguyên lại tiếp tục chia sẻ cô chú anh chị em mình một số vấn đề về cái cách chăm sóc à, đặc biệt là cái um, mùa mưa cũng như là bảo vệ cái lá thì cây mai này mới uống cho nên là nó cũng chưa có um, dày tàn lắm nhưng mà đặc biệt cái lá nó rất là xanh nha cô chú anh chị em mình. Và đây nó là mọi Đây là những cái mai mà nguyên mới uống lại nữa nè. Đó. Thì uh, lá nó cũng rất là xanh dày Nó mới ngồi rất là đẹp luôn. Nè, mới vừa mưa xong thì nguyên ra quay uh, chia sẻ cô chú anh chị em mình đây là những cái máy hàng mà chưa có chơi tết được mọi người tại vì mới máy ghép cũng gần đây thôi còn cái hàng này thì chắc chắn là sẽ là chơi tết được rồi nè mọi người tại vì nó cũng đã lâu rồi đó tàn rồi cạnh tranh hôm qua mình nguyên mới vừa tỉa lại đó tỉa tót lại để cho nó thưa và nó cũng như là nó lấy chuẩn lên nó đẹp hơn đó, mấy người thì bây giờ nguyên sẽ tiến hành quay vòng à, trước khi vô cái cái quá trình mà mình chia sẻ cái vấn đề là về cái những cái loại mà thuốc mà bảo vệ cho cái lá ha đó mọi người thấy không lá nào như là đó rồi khi mà nó khô lại thì nó có những cái bà mảng bám mà màu xanh xanh đó tức là mình phun cái thuốc nấm cô chú anh chị mình thì để cho bảo vệ cái lá đó phun như thế thì nó ok đặc biệt là mùa mưa này thì chúng ta rút ngắn cái thời gian phun hơn thường thường ví dụ như 10 ngày đến 15 ngày chúng ta phun lần thì đây trong tuần lễ chúng ta phun lần được mọi người cho dù nè đây là mọi người nguyên à, quay một cái 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 cái, um cái lá là mọi người thấy không? Thì khi có cái màng này nó bảo vệ á, thì nó sẽ ok hơn thì tùy theo cái cô chú anh chị em mình sử dụng thôi. Còn đối với nguyên thì nguyên sẽ sử dụng cái 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 mà cái hiệu này là mọi người Mancoz nè Ờ à, này là của hàng của Ấn Độ ha. Thì uh, chết này thì nó sẽ phối thành mangan với cái với với kẽm nè. Mangan nó bảo vệ tế bào ở uh, mà bên trong, còn kẽm bảo vệ tế bào bên ngoài. Nó mới ngồi sạch nấm nè, nguyên liệu Ấn Độ. Thì uh, ở đây thì nó lại có là bổ sung thêm cái thằng đồng là mọi người thấy không? Đồng rồi manh chan, rồi kẽm và cái bạc nữa nè. Đó, thì nó giúp cho cái quá trình mà uh, thứ nhất là điều trị cái nấm bệnh uh, được uh, ok hơn, mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Rồi ngoài ra thì nó đặc trị cái số cái loại nè, để cho là xương mai, nấm hồng, rỉ sắt lem lép hạt gì nè, tháng thư bệnh thú nhũng nè. Rất là nhiều hay mọi người thì cái này chúng ta có vẫn có thể là tưới gốc được mọi người nhưng mà tưới gốc thường mình sẽ sử dụng gói này có mấy mấy chục ngàn bốn chục ngàn này mình chia sẻ cái cô chú anh chị mình cái uh, tay xài thôi thì cái này là mình pha tầm khoảng chừng nè nó có để nó mọi người 5 50 g cho 20 lít nước thì chúng ta phun đều phun sao mà nó thật là xanh nó cũng ok hay mọi người đó thì có thể là phun rồi phun trên toàn thân rồi cũng như là có thể tưới gốc luôn cái này mình tưới gốc hoài mọi người thứ nhất là tưới gốc thì nó sẽ là diệt nấm ở trong cái mùa mưa này á tại vì ở trong cái chất trọng của ta như thế này đây chúng ta đâu có quản lý được cái nấm như thế nào đâu cho nên là một hai lần à, có thể là ba đến bốn tháng chúng ta sẽ tưới một lần à, để mà nó khử khuẩn nè nó diệt nấm ở trong cái cái chất trọng của ta thì chất trọng của ta sạch thì cây cái rễ nó khỏe thôi không có diện những cái nấm hại mà nó gây hại cho cái bộ rễ thì cây chúng ta chắc chắn là nó sẽ khỏe rồi Mấy người còn cũng khá là nhiều luôn còn những cái hàng mà chuẩn bị mà mới ghép đó nè, nè. ủa ờ, ừ, chuẩn bị ghép này nè, mọi người thấy không ôm tùm hết trơn thì đối với những cái mai mà nguyên nuôi ấy, thì là cho nó rất là mạnh luôn cái này chắc đứng đọt cái là mình ghép này mọi người nó còn ra đọt nè đứng đọt cái để cho nó ra rễ cho mạnh đi đứng đọt cái là mình bấm lại mình ghép luôn ha okay. thì cái này là mình cũng chỉ cố cũng có phun mọi người cũng dưỡng đầu cũng tưới phân đều cho như, như mấy người kia vậy đó để cho nó ăn mà đều hết đó. còn những mà đối với mai thằng mới ra nắng nè thấy không thì nó cũng có cái hiện tượng nó cháy cháy nè không sao mọi người khi mà một hai lần thì nó quen tại vì trường từ trừ trong mắt mà chuyển ra thì nó sẽ cháy như thế này nè nó thì cây mai này mình trồng để là mình lấy cây phôi để mà mình dép cho thôi nó cũng không có vấn đề mọi người đó rồi trở lại cái vấn đề nguyên muốn chia sẻ cô chú anh chị em mình đó là bảo vệ cái lá bên cạnh mà nếu mà muốn mà cây mà nó không có nở sớm hoặc là gì đó thì chúng ta nên bảo vệ cái lá thường thường đối với những cái mai mà cái dòng mà có lá mà nó ngắn á thì chúng ta thường lặt lá giữa năm để mà nó thay cái bộ lá mới thì cái lá mới thì nó có tuổi thọ nó sẽ dài nó sẽ dài từ lúc thời điểm ta lúc lặt lá cho đến cuối năm à, thì nó cũng có 6 tháng thì tầm khoảng 6 tháng thôi thì nó sẽ mà tốt hơn nó ít có rụng hơn thì như thế thì nó sẽ đến cuối năm thì lá nó vẫn còn xanh để nó bảo vệ còn khi mà để mà trong một năm thì cái lá thường thường nó sẽ già và nó rụng trong cái thời điểm mà trước mà ngày lặt lá hoặc cái gì đó thì nó rất ảnh hưởng đến cái nụ thì khi mà cái cái lá rụng giống như nguyên nói đó thì nó sẽ bơm lên nó nuôi cái cái cái, cái nụ cho nên là nó rất dễ nổi xóm là như thế Nhưng nên bên cạnh mà cái khâu mà tưới phân tưới gì kích nụ rồi đó thì cái khâu bảo vệ mà cái lá thì nó cũng khá là quan trọng nha cô chú anh em để quyết định thành quả của chúng ta ha thì đó là một số cái kinh nghiệm nho nhỏ mà nguyên chia sẻ cô chú anh chị em mình đó. quay cây mai này thôi cái này mới mới chỉnh sửa lại xong ở mấy người thì bây giờ nguyên sẽ tiến hành quay lại cho mọi người xem thì bên cạnh có ta có thể sử dụng cái cốc 85 để chúng ta tưới gốc nè hoặc là những cái phụ dê những cái loại khác nè như là gieo rồi nó cũng gốc mà à, uh, mà manga với kẽm mọi người rồi cái đồng rồi à, uh, cốc 85 đồng rồi cái chầm bông gì đó mấy cái đó mình ít cái xài mình sẽ xài man của thằng này làm tới mọi người màu xanh 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 này nó tưới thì nó cũng thấy nó cũng có hiệu quả ok đó cho nên mình sử dụng này thôi còn ngoài ra thì nếu mà mình tưới gốc thì mình có thể sử dụng này hoặc là cái cốc 85 đó, để mùa mưa để mình tưới ha đó là số cái vấn đề mà anh em lưu ý bảo vệ cái muốn mà bảo vệ cái lá ha cho nó xanh thì cái này các bạn thấy nhìn thấy thưa tại vì nguyên mới vừa dọn mấy người nè nguyên dọn nè chắc ra nhiều lắm chứ nó cái tàn của nó dày lắm dày nó cũng đâu có tốt đâu để mà thua gì á để cho những cái xương cá nó đi được nó dày hơn thì nó lật lá nó mới đẹp hơn ha đó là số cái kinh nghiệm nguyên chia sẻ và gãy gắm cô chú anh chị em mình trong cái video lần này ha đó mọi người thì mọi ý kiến thắc mắc hãy để trong phần bình luận nguyên sẽ trả lời ha thì thấy vậy chứ nó khô này là chúng ta thấy nó sẽ đốm đốm xanh xanh nè mọi người thấy không thì nó bảo vệ lá chúng ta nó sẽ tốt hơn bên cạnh cái cái mà cái nấm nắm rồi ha. Thì nó không có bị bệnh mọi người. Nên anh phòng phòng bạ trước hơn. À, một tuần lễ thì đối với mùa mưa này một tuần lễ chúng ta phun lần và cái nước mùa nắng thì tầm khoảng 10 đến 15 ngày chúng ta phun lần ha. Rồi cái đó là cái chia sẻ cái kinh nghiệm nho nhỏ mà muốn gửi gắm với cô chú anh chị em mình ở đây là mọi người. Cái này cũng phun vừa nè, tại vì em gài mưa quá trời không có tới tới tới, tới đợt phun rồi đó. Thì uh, cái này để cho nó đứng đọt đọt cái mình chắc mình cũng vô dây mình uống lại luôn rồi mọi người đó. Nhìn nó có lá xanh xanh lắm mọi người rất là đẹp ha rồi xin kính chào cô chú anh chị em mình ha